Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Đầu tiên mình xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã đến với channel của mình nhé. Hôm nay mình đọc được cái tin này rất là vui, cho nên mình làm cái video này để chia sẻ với các anh chị và các bạn. Tin vui đó là giới chức y tế liên bang đang yêu cầu tiểu bang nhanh chóng chuẩn bị phân phối vaccine COVID-19 trước ngày 1 tháng 11. Trung tâm phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ CDC đã gửi thư cho các thống đốc ngày hôm nay, thứ Tư ngày 20 tháng 9. Lá thư đề ngày 27 tây tháng 8 của ông Robert Redfield. Robert Redfield là giám đốc của CDC. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã giữ lời hứa có vaccine COVID-19 trong năm nay. Ông Redfield đã viết trong thư là CDC cùng Bộ Y tế, bọn họ đang gấp rút chuẩn bị phân phối vaccine COVID-19 trên quy mô lớn vào mùa thu năm nay, năm 2020. Ông Robert Redfield cho hay là CDC đã thuê công ty McKesson Corp giao vaccine COVID-19 cho cơ quan y tế tiểu bang và địa phương cũng như những cơ sở khác. Và ông cũng khẩn cấp yêu cầu tiểu bang lên kế hoạch đầy đủ để cung cấp vaccine cho người dân. Ông đã tuyên bố rằng nếu chuẩn bị kỹ thì sản phẩm được phân phối sẽ không bị hư hỏng. Thời gian mà CDC đưa ra có vẻ sớm hơn thời gian mà các công ty sản xuất vaccine đã dự định. Thời gian gần đây, ba công ty dược mới bước vào giai đoạn thử nghiệm cuối cùng, mà giai đoạn này có thể kéo dài nhiều tháng. Cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm của FDA là nơi xét duyệt và chuẩn thuận bất kỳ loại vaccine COVID-19 nào. Họ đã cố gắng xóa bỏ nỗi lo ngại của nhiều người đã cho rằng Tổng thống Trump sẽ ép FDA chuẩn thuận một loại vaccine nào đó vào mùa thu sắp tới để giúp ông tăng cơ hội tái đắc cử. Về phía giới chức FDA thì họ luôn khẳng định rằng sẽ không cho sử dụng bất kỳ loại vaccine nào nếu chưa được chứng tỏ là an toàn và hiệu quả. Ở bên dưới cái video này mình có kèm thêm một cái link để cho các anh chị và các bạn nào muốn tham khảo thêm hay muốn tìm hiểu thêm thì click vào cái link đó để xem thêm cho rõ. Qua cái đoạn tin tức này, cho chúng ta thấy Tổng thống Trump những gì ông ta hứa và giữ đúng lời hứa. Tổng thống Donald Trump sẽ nỗ lực hết mình để bảo đảm rằng bất cứ vaccine nào cũng giữ được tiêu chuẩn vàng về tính an toàn và hiệu quả mà cơ quan an toàn về thực phẩm và dược phẩm FDA đưa ra, được thử nghiệm kỹ lưỡng và có thể cứu nhiều sinh mạng. Một người phát ngôn viên của Nhà Trắng đã nói là dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Donald Trump, các hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển phương pháp điều trị và vaccine được đẩy nhanh với tốc độ chưa từng có, nhằm mục tiêu có được thuốc đặc trị hiệu quả, đột phá và an toàn. Đó là những gì mình muốn chia sẻ với các anh chị và các bạn trong đoạn video này. Và bây giờ mình xin mời các anh chị và các bạn theo dõi đoạn phim còn lại về cuộc sống Mỹ ở thành phố Long Beach. Chân thành cảm ơn các anh chị và các bạn đã luôn quan tâm và theo dõi. Chúc các anh chị và các bạn luôn vui vẻ, khỏe mạnh và hạnh phúc nhé. Chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.